nay lại cuối tuần rồi các bạn ạ. Đấy, mình lang thang chợ xem có cái gì vui vui hay hay chia sẻ với các bạn. Thời tiết hôm nay lại âm u như kiểu mưa. Giờ này vẫn chưa đông người lắm. Bao tiền cân nhỉ? Để nguyên thế nào không? Ba chỉ thôi nhá. Thì chó lại không cưỡng được các bạn ạ. Lại phải ghé vào. Rồi đây bao tiền này? Đấy, các bạn thấy ngon không? Tim thịt. Ở chỗ mình đặc sản này chỉ có thịt chó thôi. Vâng. Dạ. Có. Giờ chạy qua mua ít rau dừa nữa là xong. Có mua xả thế gì không anh? Dạ. Vâng, mua xả mấy hú chó thôi chứ gì. Lá mơ có chưa? Ok. Ok anh. Vâng. Rồi, bây giờ về chế biến thôi. Còn để ổn không anh? Gọi thăng. Dạ. Ở nhà. Dạ. Nấu này hả? Thế giờ anh Thắng bảo on bia. Alo. Sao anh Thắng này? Sáng anh Thắng. Bà. Chó. Chó. Ông bia hay dừa anh? Hả? Bia hết nhà hết rồi mua. Bia hay dừa để chạy. Mua hẳn dừa xiêm về để óp chó đấy. Ừ đúng rồi, ngon quá luôn. Đây anh nấu thế nhiều khi kho thịt không biết anh lấy thế nào. Vâng. Ngon cái này quá ngon luôn. Định om bia thôi lại chuyển sang om chó ấy. Món đuôi bò đấy biết kìa mà nấu làm ngon lắm. Vâng. Hay ấy. Ngon đấy. Dừa giống gió này, ngon đấy. Cho vào thật á? Thật gì? Chưa bao giờ à? Chưa. Tôi tưởng là... này sẵn cùi cho luôn, cùi là ngon. Tức là cùi chỉ nấu với thịt kho cái thứ rồi chứ. Hầm này cho dừa vào ăn ngon. Chó thế à? Thì mua cũng toàn là mua ở đấy chứ mua đâu. Ui thơm lắm ông ạ. Chín rồi, lên mâm được rồi đấy.
tuyệt luôn. Rồi chó. Rồi ạ. Đấy, cho đi. Chị nhớ. Chị bán ra mà ăn được chưa? Vừa ấy là sao mà ăn được? Đâu, con non mà. Chị nhớ à. Nhũ quá ăn thì ăn gì? Dạ. Thử nhai chưa, ăn nhũ quá không có gì. Nhai được cho tiết rồi à. Ông thử đi. Vừa ăn vừa ấy thì nó như. Đấy, quê rồi à. Tôi thấy rồi mà. Rồi đó. Úi giời. Ngấm như kiểu thịt như có tàu á. Nước này ngon lắm. Và giáo cho đồ là chậm. Chín nhờ. Mềm mắm rồi á. Tí nữa lại gặp dừa ăn còn ngon hơn thịt ấy. Thái dây dây đó bạn. Đấy mà. Đỡ phải đợi luôn. Ôi trời. Trong tí dừa. Quá ngọt. Thập cẩm luôn rồi đấy. Ôi. Thập cẩm luôn rồi đấy. Thái ơi vào đi. Bỏ điện điếc à. Công nhận nấu nồi gang nó nhanh nhỉ ông nhỉ? Nhanh rồi khó gì. Khó mềm. Khó là nó già. Con già Linh mọi người là số mà Linh lâu con già nó ngon. Bia hay uống rượu ấy? Rượu chứ. Về mùa ngô rủ ra xong bia. Bảo sang anh, bảo sang anh Thắng đi vãi. Bảo sang uống bia là ngon. Bài kia đã. Bán ra xem ngon lắm, kiểu mày nấu chuột này. Ngân hàng quán đi. Thắng đi mua bia. Bia. Đã bây giờ kiểu. À, mua đi. Ừ. Nào, gõ cái. Đi ăn hả? Đi. Ừ, đi cứ mua đi. Hết hai cốc đấy, hết cốc này. Cái gì đấy? Hai cốc đấy thì hết cốc rồi. Gì đấy? Gửi chú Giáp. Thôi, hai chú quay YouTube ấy. Không chú thì chú quay đăng lên mạng. Lần trước chú ấy quay cháu đăng lên mạng ấy thì luôn ạ. Chú có mặt chú ở trên mạng ấy chú luôn ạ. Sao vậy? Trai nhìn điệu thế. Đúng rồi. Lại còn không biết ăn thịt chó nữa. Ừ. Ờ. Thật. Mua ừ. Tiếp mày tiếng tỏ bây mày giờ, không xem đúng không? Bây giờ mày mặc váy lên con chú Tú chú ấy quay lên chú hỏi mà đây là con gái chứ không phải con trai để đi. Chính xác luôn. Đây là con trai. Đấy. Thử đi. Được rồi. Ăn đi ăn đi. Còn mày ông nhá. Ăn. Tự tính rồi. Còn nó không tài, không chọn cho đi học biết chứ. Tính toán bây giờ rồi. Xong rồi về nó vẫn là như thế thôi. Vì không gọi mức độ nào mình cũng cứ. Vẫn là như thế. Thấy không? Chủ yếu thế này là sao mà xã hội nó va chạm. Cái đấy mới là quan trọng. Còn con ở nhà thì dạy nó thế thôi, nó không thể nào dạy. Xã hội nó dạy hết. Đúng. Cái chủ yếu nó phải ra ngoài xã hội, tính toán sau này nó lớn rồi nó làm nó như thế nào. Ngoan thì cái lúc mà nó tự nhiên mà nó xa rồi vòng tay bố mẹ cái là bắt đầu là học này đấy, những thằng mà đang ở vòng tay bố mẹ mà hư rồi thì đến lúc mà nó sẽ đến cái tỉnh không nhiều đâu. Lúc còn bảo là giờ ngoan mà hiền lành như mẹ đến 10 đứa chỉ có được 2 đứa thôi, nó còn nhỏ rồi. Bây giờ ví dụ như bố mẹ có việc thì con sẽ phá rồi. Nhưng muốn không có tiền thôi chứ không bao giờ không hết. Đấy, nó là không là. Mười đứa thì... Một đứa. Mình chó mò lại nhỉ? Đó, nó khác là...
chân nó ép quá nhưng nó béo quá nên ăn không. Nếu mà nó biết chơi được cái thì bây giờ cả nghe được nó. Ừ, chuyển nhau cải đâu các trò chú gái chuyển nhau cải thì chơi ăn ngon. Chết đấy. Sống nhìn dạng này.